Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 27 tháng 7 năm 2022. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có những cái mặt hàng kg, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần đẹp với cái giá cực kỳ là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giấy báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái mặt hàng kg trước ạ. Đầu tiên sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng, cô chú anh chị thấy ạ. Hàng tươi giói và cực kỳ là nhiều lá như thế này. Cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng ngay thời điểm Tết luôn nhé. Với dòng kiều vuông cánh trắng em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Và sau bên này đây sẽ là cái dòng lan hoàng thảo trinh bạch. Cánh hoa trắng nuột nà và cái họng điểm một xíu xíu đỏ, đúng như cái tên gọi của nó, trinh bạch cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 120.000 cho 1 kg ạ. Sau bên này đây sẽ là cái lô dáng hương đuôi chồn, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Tươi giói và cây rất là vừa tầm để cô chú anh chị có thể ghép sưu tầm cô chú anh chị nhé. Dáng hương đuôi chồn em bán với giá là 180.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn, cho cô chú anh chị nào yêu mến cái mùi hương thơm nhẹ nhàng cũng như là cái màu trắng thanh khiết của dòng bạch nhạn ạ. Cây thì rất là tươi ạ, vừa tầm, rất xinh cô chú anh chị này. Em bán với giá là 160.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng phi hạt, một cái loại lan mà gần như là chịu nắng được 100% luôn ạ. Hoa thì rất là sắc nét và có khá là nhiều kiểu những cái mặt bông cô chú anh chị này, có thể họng đen, có thể họng vàng, cánh có thể tím vàng đậm, có thể vàng nhạt ạ. Đây là hoa của hoàng phi hạt, rất là bền hoa nhé. Và em bán hoàng phi hạt với giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây là những cây dáng hương đuôi sóc lá xếp rất là xinh. Em bán đuôi sóc 110.000 cho 1 kg dáng hương đuôi sóc ạ. Và hỏa hoàng cam, một cái dòng hàng mà cây bé nhỏ nhưng với những chùm hoa màu cam lửa rất là rực rỡ luôn ạ. Đã, những cây hỏa hoàng cam, hàng lá xếp căng, khỏe. Cây nói chung là khá là lớn của chú anh chị ạ. Cây tầm như này khá là lớn rồi. Em bán với giá là 600.000 cho 300.000 cho 1 kg. Và em sẽ bán từ 0,2 kg luôn của chú anh chị nhé. Từ 0,2 cô chú anh chị có thể xếp ghép được những cái giò hỏa hoàng cam rất là đẹp rồi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dáng hương tam bảo sắc. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái lô dáng hương tam bảo sắc, hàng đẹp mộng mơ. Đây là một dòng hàng gọi là hàng quốc dân. Có lẽ là cái mùi hương thơm của tam bảo sắc chắc chắn một điều là cô chú anh chị nào đã được thưởng thức ấy, hoặc là cô chú anh chị đã được chơi lan thì không thể nào mà phủ nhận được cái hương thơm rất là tuyệt vời, rất là quyến rũ của dòng tam bảo sắc này đúng không ạ? Mà vừa thơm hoa lại đẹp mà cực kỳ là rẻ, 160.000 cho 1 kg. Nên là đây là một cái dòng lan gọi là đúng kiểu chơi lan thần tí. Đây là một cái loại lan mà đáng chơi, đáng thưởng thức ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng quế tím này cô chú anh chị này. Quế tím thì bên em đã chọn lựa và cắt tỉa rất là kỹ rồi, hàng rất là tươi cô chú anh chị ạ. Đó, cây vừa tầm rất là xinh nhá cô chú anh chị nhá. Đó. Thì 1 kg của dòng quế tím này chắc rơi khoảng tầm 35 cho đến 50 cây cho 1 kg ấy ạ. Cây quế tím thì giống như tam bảo sắc thôi, hoa nó rất là chẳng qua ở đây là sẽ là sắc hoa tím hồng rất là đậm. Đây là mặt bông của dòng quế tím, hoa thì cái hương thơm nó đậm mùi hơn so với tam bảo sắc. Cái kiểu hương nó cũng như thế cô chú anh chị ạ, mùi hương thì rất là thích luôn. Em bán là 150.000 cho 1 kg, em sẽ bán từ 0,3 kg nhé. Tức là chỉ trên 40.000 thôi cô chú anh chị có được những cái giò tam bảo sắc, những cái giò quế tím rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức sưu tầm rồi. Và đây cây này chịu nắng rất là tốt và cực kỳ là dễ thuần luôn cô chú anh chị nhé. Một cái lô hoàng lạp duy nhất, một cái lô hoàng lạp duy nhất này, gần như là cái hoàng lạp thì gần như là chịu nắng 100%. Cái lô hoàng lạp duy nhất này đi ạ, để cô chú anh chị có thể ghép được một giò rất là to rồi ạ. Em bán với giá chỉ có 50.000 cho lô hoàng lạp này cô chú anh chị này. Và bên này đây thì những cái mặt hàng mà em đã chia theo từng phần này, cô chú anh chị có thể mua theo phần cho em hoặc là mua theo hàng cân cũng được nhá. Ở đây thì em có dáng hương đuôi sóc này,
Cái lô đuôi sóc này em có bao nhiêu cây ạ? 2 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 cây. Đó, cắm 8 cây đuôi sóc này. Em xin phép được bán nó với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 35.000, cô chú anh chị làm được chậu đẹp ạ. Lô đuôi sóc số 2, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây này cũng 35.000 nhé. Và bên này sẽ là lô dáng hương đuôi chồn. Dáng hương đuôi chồn thì ở đây em có lô này gọi là lô số 1 với cô chú anh chị chắc làm được một chậu đẹp rồi. 3 cây chỗ này, 3 cây này, 4 này, 5, 6, 7, 8 cây. Đó. 8 cây dáng hương đuôi chồn và cái lô này em sẽ bán với giá là 55.000 ạ. 55.000 cho lô dáng hương đuôi chồn số 1. Đuôi chồn số 2 có 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cây. Đó. 10 cây đuôi chồn này em cũng bán 55.000. Cô chú anh chị thích lấy lô nào thì lấy. Và sang bên này đây, hoặc cô chú anh chị mua hàng cân bên kia lúc nãy em giới thiệu rồi ạ. Đó. Thì cái hàng cân cũng được hay là cô chú anh chị chọn theo hình này cũng được nhá. Còn sang bên này đây sẽ là bạch nhạn này. Bạch nhạn em có cái lô này là 2 cây này, 3 4 5 6 7 8 9 10 cây nào đẹp từng cây 1, 11, 12, 13, 14 cây. Đấy, 13 hay là 14 cây gì đó. Đây. Và cái lô này thì em xin phép được bán với giá là 50.000 này. Cái lô bạch nhạn này. Và lô bạch nhạn số 2 này, đẹp chưa cô chú anh chị? 2 cây này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cây. Cũng là 14 cây và cũng sẽ là giá là 50.000. Đó. Và sau bên này sẽ là lô quế tím. Em có lô quế tím số 1, 2 cây này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cây, 13 cây với giá là 45.000 ạ. 45.000. Lô số 2. Lô số 2 này chắc cây lớn hơn một chút. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9 cây. Đó, 9 cây quế tím ở lô số 2 cũng 45.000. Đấy. Hoặc cô chú anh chị có thể mua theo hình, theo cân giúp em cũng được cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị chọn theo hình cũng được ạ. Một cái lô ở bên này là một cái lô kiều tím này, làm được một chậu đẹp luôn với giá chỉ có 120.000 ạ. Đây thì em có cũng có chia ra hai cái phần hỏa hoàng cam. Hỏa hoàng cam em bán 300 hoặc cô chú anh chị lấy theo phần này cũng được này. Đây, phần này em gọi là phần số 1 này. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cây gì đó. Cái lô này thì em bán 60.000 này. Cái lô bên này cũng là 60.000. Đấy. Cũng tầm mười mấy cây như vậy cũng được một giò. Đó là 60.000. Và bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ siêu đẹp và siêu rẻ. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em này. Những cái cây trầm rồng đỏ, hàng lá xếp thẳng tắp, thân mập nú. Chậu rơi từ 3, chậu từ rơi từ 4 thân trở lên ấy cô chú anh chị. Đây này. Đó, hàng này thì hàng hoa nở Tết đấy cô chú anh chị, 3 thân hoặc là 4 thân, nói chung là từ 4 thân trở lên hết. Cái chậu cây rất là khỏe, hàng này là gần như là ở dưới cái mái lưới tre rất là bình thường thôi. Đó, chứ không phải là hàng nhà kính nên cô chú anh chị thấy là cây cực kỳ là khỏe và đẹp như vậy. Một chậu có 140 thôi cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là cái dòng đen đô xuân. Dòng đen đô xuân này thì cũng là thường hoa nở Tết đấy ạ. Và một chậu thì rơi vào đây, rất là nhiều thân. Hoa của đen đô xuân thì có hương thơm và độ bền trên 2 tháng ạ. Cái sắc hoa nào cô chú anh chị mà nhận được thì chắc chắn là cũng đều sẽ rất là hài lòng. Với chậu đen đô xuân như vậy em cũng bán với giá chỉ có 140 cho một chậu đen đô xuân nhé cô chú anh chị nhé. 140 cho một chậu đen đô xuân. Và sang bên này đây thì em có hai cái chậu trầm cổ hay trầm thanh củi. Cái chậu này thì có trong một cái chậu thì nó có lỗi vài ba ngọn, còn lại là 5-6 ngọn lành. Đấy, 5-6 ngọn lành đang đi ngọn rất là khỏe như thế này. Thế bình thường em bán là 180.000 cho một chậu. Thì hàng hôm nay em còn có hai chậu duy nhất nó bị có vài ngọn bị lỗi như thế này. Em để giá là 140 cho một chậu nhá. Và bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp hiện tại đang nụ, hàng cây cực kỳ là khỏe đẹp cô chú anh chị này. Và trước mặt cô chú anh chị sẽ là hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cái dòng lan mà tượng trưng thân lá tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Ở đây thì dòng lá biên này thì người ta còn gọi là dòng đột biến về lá đấy ạ. Một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá. Đây là cái hoa, mặt hoa của nó nhé. Mặt hoa của dòng hồ điệp lá biên là phát tài đấy ạ. Đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em. Độ bền của nó thì trên 2 tháng rồi. Cây sẽ rơi khoảng tầm 2 nụ. Đó, chậu rơi vào 2 nụ và 3 cặp lá. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đây. Rơi vào 2 nụ hoặc là 3 nụ.
Đấy, em thấy là chủ yếu là ba nụ ấy cô chú anh chị. Một chậu như thế này thôi thì cô chú anh chị có một cái giò lan rất là đẹp để cô chú anh chị trưng rồi đấy ạ. Em bán có 60.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Hàng cực kỳ là đẹp luôn, cây vô cùng là khỏe luôn cô chú anh chị này. Mà cây này biên thì biên lá thì em thấy là nó biên rất là nhiều chứ không phải biên nhạt luôn cô chú anh chị ạ. Nó rất là đẹp. Còn sang bên này đây sẽ là cái dòng hồ điệp vàng công chúa. Dòng hồ điệp vàng công chúa thì cái màu này chính là cái màu mà gần như là hot nhất trong các cái mặt bông của cái dòng dòng hàng hoa chơi Tết đó cô chú anh chị. Màu vàng rất là sáng và rất là đẹp luôn. Đấy, một cái chậu như thế này cũng sẽ có hai cần nụ, cây thì rơi khoảng tầm 3 cặp lá, cây rất là khỏe. Cũng rơi hai nụ cô chú anh chị nhá. Với giá em đã cũng bán là 60.000 trong một cái độ chậu hồ điệp vàng công chúa này. Đó, về cô chú anh chị chơi xong rồi thì em nghĩ là chơi hết mùa hoa này rồi thì 1-2 tháng cô chú anh chị có thể cắt hoa đi và một dạo nữa là mình có thể được thưởng thức những cái lứa hoa mới cô chú anh chị này. Bên này sẽ là những cái chậu đai châu Thái, hàng chơi hoa Tết phải nói siêu đẹp luôn ạ. Chắc chắn một điều khi cô chú anh chị nhận những chậu này thì 100% cô chú anh chị sẽ rất là hài lòng về những cây châu đẹp như vậy ạ. Đây là những cây châu đỏ sắc pháo nhá, rơi vào ít nhất là 4 cặp lá, hàng lá mít dày cộp luôn. Đó, rất là đẹp. Lá mít dày cộp luôn, không lỗi lá, cực kỳ là tuyệt vời. Đây là một đỏ sắc pháo, em bán 220.000 cho một chậu. Đây là dòng lan mà rất là dễ trồng, dễ chăm, dễ sống luôn cô chú anh chị. Và sang bên này sẽ là một châu hồng cánh màu hồng cánh sen cô chú anh chị nhé, cũng rơi vào 4 cặp lá trở lên. Đây là đều là những cây đã trưởng thành ở những năm trước thì đã được thưởng thức hoa rồi ạ. Nên chắc chắn một điều năm nay cô chú anh chị cũng sẽ được một cái mùa hoa rất là đẹp. Sự kết hợp tuyệt vời của cái những cái bông hoa đẹp tuyệt vời của dòng hồng cánh sen với cả cái thân lá rất là đẹp của nó. Em bán cũng một chậu 220.000 và cô chú anh chị biết rồi, cái hồng cánh sen chính là cái màu sắc là gọi là cái màu đắt nhất trong tất cả cái mặt bông của dòng châu Thái đấy ạ. 220 cho một chậu thôi cô chú anh chị thấy ạ, hàng đẹp bê ly luôn cô chú anh chị nhá. Đây là sắc đẹp của dòng châu hồng cánh sen này cô chú anh chị này. Đó, những cái cây châu của cô chú anh chị chắc chắn là sẽ được đẹp như thế này này. Rất là đẹp luôn nhá, châu hồng cánh sen ạ. Sau bên này đây sẽ là những cái chậu đen rô nắng. Bông hoa cực kỳ là bền luôn cô chú anh chị ạ, nở hoa quanh năm nữa và bông hoa rất là to. Đấy, sắc hoa tím rất là đậm luôn này cô chú anh chị này. Một cái chậu như thế này là một thân rất là mập khỏe. Và ở đây ạ, dòng này nó sẽ cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị nhá. Hàng này đều là hàng của Việt Nam mình hết ạ. Một chậu như vậy em bán với giá là 60.000 nhá. Cô chú anh chị nào mà lấy hai chậu ấy, em sẽ để với giá là 150.000 cho hai chậu luôn cô chú anh chị này. 110.000 cho hai chậu ạ. 110.000 cho hai chậu nhá. Còn cô chú anh chị lấy một chậu sẽ với giá chỉ có 20.000. Dòng này hoa quanh năm ạ. Bên này đây sẽ là những cây lan hài cho cô chú anh chị nào đam mê và yêu mến cái dòng lan hài ạ. Đây là dòng lan hài mau ria xanh, cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt cái nụ của nó thôi ạ. Cô chú anh chị thấy ạ, rất là tuyệt vời luôn rồi đúng không ạ? Ngắm nụ thôi cũng đã rất là tuyệt vời rồi. Cái độ bền của hoa này nó sẽ trên 2 tháng nhá cô chú anh chị nhá. Cực kỳ là xinh đẹp luôn ạ. Đấy ạ. Mau ria xanh, một chậu mau ria xanh như vậy rơi vào ít nhất là 2 cây ạ. Cây sẽ đang nụ hoặc là đang mèo nụ nhá. Em bán với giá là 250.000 cho một cái chậu mau ria xanh, rơi vào ít nhất là 2 cây trong một cái chậu mau ria xanh như vậy. Còn bên này đây sẽ là cái chậu trần liên với giá 100.000 ạ. Bên này sẽ là cái chậu bên này sẽ là chậu hài Vân Nam, cũng vậy, Vân Nam cũng độ hoa cực kỳ là bền. Em bán Vân Nam này cũng với giá là chỉ có 120 cho một chậu thôi. Và sang bên này sẽ là dòng hài Lecochilium, em bán một chậu Lecochilium. Hiện tại cũng đang lên cây con khỏe như vậy, với giá em bán là 120.000 cho một chậu. 150.000 cho một chậu. Còn bên này sẽ là cái dòng lan hài Henry ạ. Henry em bán một chậu như vậy là 100.000 này. Đó, 100.000 cho một chậu Henry nhá. Và tiếp sang đây sẽ là những cái một số những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái phần lan gọi là ưng ý nhất ạ. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhá. Trước tiên là sẽ là dòng trầm tím hàng rừng nhá cô chú anh chị nhá. Đây là cái chậu trầm tím hàng rừng và hàng này thì là hàng trầm, em cũng không biết là trầm rừng nào nữa. Ở đây thì em cũng từ những cây gãy dập ạ, em trồng khá là nhiều năm rồi cô chú anh chị này. Chậu này thì ba thân trầm rất là khỏe luôn ạ. Ba thân trầm rừng nhá, xin chuẩn rừng luôn ạ. Em bán chậu này với giá 150.000 cô chú anh chị này. Và một cái bảng trầm số 2 ạ. Cái bảng trầm số 2 cũng khá là nhiều thân mập nú như này. Hai thân rất là mập và vài cái ki nữa. Đấy, rất là đẹp như thế này. Và bảng này em cũng bán là 150.000 nhá. Bảng trầm số 2 và bên này sẽ là cái đây sẽ là dòng hoàng nhạn này cô chú anh chị này.
Đây là dòng hoàng nhạn rừng nên là chắc chắn là nó không thể nào mà đẹp bằng cái thân lá của nó, chắc chắn là không thể nào mà đẹp bằng cái hàng nhạn Thái được cô chú anh chị ạ. Cái lô nhạn rừng này là em có hình số 3, hình số 3 này có 2 4 5 cây nhạn rừng. Cô chú anh chị làm được một chậu rất là đẹp luôn rồi. Em bán chậu là hình này với giá là 110.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 4. Hình số 4 này thì em cũng có bao nhiêu cây nhạn đây cô chú anh chị này, cây khỏe đẹp luôn nhá. Đây ạ, 4 cây to và khỏe đẹp luôn ạ. Đấy, 4 cây to khỏe đẹp luôn với giá em bán cũng 110.000 ạ. Và sang bên này đây sẽ là một cái giò đen đỗ mắt đen. Là hình số 5, một cái chậu đen đỗ mắt đen có tất cả là 5 thân hoa như thế này. Cực kỳ là khỏe cây đẹp luôn ạ. Với giò này em bán với giá là 150.000 nhá. Giò số 6 cũng là một giò đen đỗ mắt đen này. 6 đen đỗ mắt đen của hình số 6 này, rất là nhiều thân luôn, em cũng bán là 150.000. Và sang bên này thì em có cái hình số 7. Hình số 14 là một cái giò thiên cung lự bố. Cái dòng thiên cung lự bố này thì hoa của nó không phải là như cái hàng hạc vĩ rừng đâu cô chú anh chị nhá. Nhiều khi người ta bán hạc vĩ rừng hoặc là hạc vĩ Trung Quốc, người ta hay nói là thiên cung, nhưng mà thực ra thì hoa nó là chính là hạc vĩ rừng. Còn đây là thiên cung lự bố, hoa của nó rất là đậm. Mặt bông của thiên cung lự bố đây cô chú anh chị nhá. Hoa của nó cái lưỡi nó sẽ rất là to và tròn, cái hoa rất là đậm. Và đây là cái mặt bông nở thực tế tại vườn em này, cô chú anh chị thấy là không có cái gì khác luôn ạ. Hoa của nó rất là đậm như vậy nhá cô chú anh chị nhá. Đó thì một cái chậu thiên cung lự bố ở đây ạ, là cái hình số 14. Cái giò này em bán với giá bao nhiêu nhỉ? 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Nhưng rẻ hơn cả cái hạc vĩ rừng luôn ạ. Và tiếp theo sẽ là chậu số 15. Và cái chậu này em bán với giá 140.000. Đấy, coi như cô chú anh chị thấy rồi ạ. Cái chậu của em là một cái chậu giữ lại, là một cái chậu gọi là nó rất là xấu, chỉ có vài 4 5 thân thôi mà nó sổ hoa còn đẹp như thế này. Đấy, không cần kích mà nó nở hoa tự nhiên luôn, treo bờ rào mà nở hoa tự nhiên luôn. Cái chậu này thì em nghĩ là cũng khá là xinh rồi đấy ạ. Và sang bên này đây thì em có một cái bảng này, là bảng giả phát này. Bảng giạc phát này thì em xin phép được bán với giá là 100.000, nó cũng có khá là nhiều cái thân hoa như vậy nhá. Và bên này sẽ là những cái cây, một số những cái cây tổ quạ. Ở đây thì em có hình tổ quạ này gọi là hình 18 ạ. Hình 18 này thì em có hai cây tổ quạ này, khá là lớn cô chú anh chị ạ. Tổ quạ thì cô chú anh chị có thể làm một cái giá thể trồng lan rất là tuyệt vời. Ngoài ra cô chú anh chị trồng làm tiểu cảnh nhá. Những cây tổ quạ này cô chú anh chị trồng làm tiểu cảnh hay là ghép lan thì rất là tuyệt vời ạ. Ngoài ra thì em nghĩ rằng cái tác dụng tuyệt vời nhất của nó đó chính là nó có thể giữ ẩm rất là tốt và tạo ra cái không gian cực kỳ là mát, tạo ra cái không gian tại vì là cái tán lá của nó ấy, khi mà mọc ấy nó xòe rất là rộng nên là, và đồng thời cái phần gốc này nó giữ ẩm rất là tốt, chính vì vậy mà nó có thể tạo ra độ mát và độ ẩm rất là tuyệt vời trong cái khu vườn, đặc biệt là cô chú anh chị mà ở dưới vùng nắng nóng ạ. Thì cô chú anh chị có một cái vài cái tổ quạ như thế này trong vườn thì em nghĩ là sẽ tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời để cho cây lan cô chú anh chị, độ ẩm độ mát rất là tuyệt vời cho cây lan cô chú anh chị phát triển nhé. Và cặp đôi tổ quạ này, hình này em chỉ bán với giá có bao nhiêu ạ? 55.000 thôi. Đây là hình số 18 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Một cái cây tổ quạ siêu to khổng lồ luôn. Cây này thì hôm nay em cân thử rồi, có một anh cũng định muốn có lấy nhưng mà nó to quá, to khủng quá, em cân được có 9 cân cô chú anh chị ạ. Cái đường kính này thì gần như là rơi vào khoảng tầm 60 cm gì đó, rất là to bự luôn cô chú anh chị. Và cái cây này thì bây giờ ạ, cái phần gốc này nó còn khô rồi. Còn nếu mà nó mà không khô mà nó giữ nước thì chắc là nặng lắm. Cây này em bán 80.000 nhá. Và hình bên này sẽ là hình 16. Em có một cặp đôi tổ quạ cây cực kỳ là khỏe luôn này cô chú anh chị này. Đó, hai cây tổ quạ rất là khỏe này. Em bán cặp đôi này với giá là 60.000 ạ. Bên này sẽ là một số những cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng để cô chú anh chị có thể lựa chọn này. Cái chậu điệp tím này thì có tất cả là 3 kg này, em bán với giá là 50.000 này cô chú anh chị này, 50.000 nhá. Coi như em chỉ lấy chậu một cái giá thể thôi cô chú anh chị ạ, cây giống, giao lưu cây giống điệp của vùng Cao Bằng. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Cái chậu số 8 là một cái cây ám mặt bông khá là đẹp của vùng Cao Bằng đấy ạ. Cây này không phải là cây ám của vùng Cao Bằng mà cây này là cái ám mắt châu lưng xanh ạ. Nên là cô chú anh chị thấy mặt bông của nó cực kỳ là tuyệt vời luôn đúng không ạ? Và cái chậu này cô chú anh chị nào sưu tầm ạ, em bán được giá 150.000, đây là chậu số 8 nhé. Và chậu số 9 này, chậu số 9. Chậu này thì em cũng có một cái cây điệp tím của vùng Cao Bằng, nó có 2 cây nha, lỗi một cây gì đó. Cái chậu này em bán 50.000. Và hình tiếp theo sẽ là một cái cây ám của vùng Cao Bằng ạ. Ám nù của vùng Cao Bằng ạ. Đây, cái mặt bông ấy, môi tiết rất là xinh. Và cái giò này thì em bán với giá 120.000 nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng hoa khá là đậm. Một cây đang phát triển khỏe, cái chậu này em bán 100. Chậu tiếp theo sẽ là một chậu rất là nhiều cây và chắc chắn là sẽ rất là nhiều những mặt bông đẹp.
Em bán giò này về cô chú anh chị có thể sưu tầm được rất là nhiều mặt bông điệp của vùng Cao Bằng. Em bán cái chậu này với giá chỉ có 150.000 thôi. Ô, cái bông này ám rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. 150.000 thôi nhá. Và sang bên này đây ạ. Là cái chậu này gọi là chậu số 13, cô chú anh chị thấy này. Đó, thân trong vắt vàng óng rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị thấy cái khuôn bông hoa cánh hồng rất là tuyệt vời. Cánh hồng cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Hoa cánh hồng rất là đẹp luôn. Nói chung là với bản thân em thì cái mặt bông điệp vẫn cứ là một cái bông mà đáng, bông hoa hiện tại rất là rẻ rồi, nhưng mà nó cũng là một cái bông mà rất là đáng ngắm, nó rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cái chậu điệp tím này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho chậu này nhá. Bên này là một số đặc sản vùng miền Cao Bằng nhá. Tầm gửi cây chanh ạ, 220 này, tầm gửi cây nghiến 190, và bên này sẽ là quả mắc mật khô ạ. Em bán với giá là 200.000 cho 1 kg này. 200 à đâu, quả mắc mật khô là 120.000 cho 1 kg nhá. Còn bên này sẽ là chuối hột khô ạ, chuối hột khô của vùng Cao Bằng. À, em bán với giá là 100 chuối hột khô. Với giá em bán là 100 120.000 100.000 trên 1 kg. Còn đây là quả mắc mật tươi này. Quả mắc mật tươi của vùng Cao Bằng cái mùa này đang là cái mùa quả chín này cô chú anh chị này. Đó, thì giá nó cũng khá là rẻ. Tuy nhiên thì vận chuyển đi thì cái này thì vận chuyển quả tươi này thì nó rất là khó bảo quản. Đấy, như nhà em thì đang ướp quả này. Có thể quả tươi như vậy thì mình có thể ướp măng này, làm măng ớt ấy, rất là ngon luôn. Nói chung là quả mắc mật thì có thể sử dụng để làm gia vị cho nhiều món ăn rất là tuyệt vời. Cái lá cũng thế, rất là thơm. Ở bên này thì em có cái rễ mũ tần ạ, 120.000 cho một túi 1 kg. Bên này sẽ là cái nấm ngọc cẩu, 150.000 cho một túi 1 kg nhá. Hoàng tinh 200.000 cho một túi 1 kg ạ. Và măng lưỡi lợn 200. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này. Em có vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn nhé. Đồng giá là 20.000 trong 1 kg ạ. Và bên này sẽ là giớn vụn, một cái giá thể ghép lan rất là tuyệt vời luôn. Trồng lan rất là tốt luôn, 4.000 trong 1 kg. Và rêu rừng sẽ là 50.000 trong 1 kg nhé. Bên này thì em có rất là nhiều những chế phẩm dành cho hoa lan ạ. Em có Atonic này. Atonic ở đây là 10.000 trong gói nhé, cô chú anh chị nhé. Đây ạ. Atonic sẽ là 10.000 cho một gói này. Và bên này sẽ là Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp dưỡng chất AB, 85.000 cho một lọ. Duy xanh thì 50.000 và duy đỏ sẽ là 60.000 nhá. Và B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Cái Super Thai hóc môn tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát liền đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Và siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Bên này thì em có Kim Kim Boom đặc trị thối nhũn ạ. Cần thiết cho bất kỳ một cái vườn lan nào với giá 25.000 cho một gói Kim Kim Boom. Đặc biệt là cái mùa mưa này. Và bên này thì em có Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm cực kỳ hữu hiệu luôn, 15.000 trong một gói nhá. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm một túi như vậy là 1 kg, em bán với giá là 35.000 ạ. Và một cái 50.000 ạ, và một cái hộp như vậy là 1 kg với giá 130.000. Và phân bón dạng túi lọc này cung cấp dinh dưỡng cũng như là kích rễ rất là tuyệt vời, với 20 túi lọc bên trong một hộp như vậy với giá em bán là 35.000. Bên này sẽ là dây buộc lan ạ, chiều dài 100m và dao cắt kèm theo cực kỳ tiện dụng ạ, 35.000 trong cái cuộn như vậy nhá. Và bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh cũng như là ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này có 1 kg cô chú anh chị nhé, đóng gói 1 kg, em bán với giá là 35.000 ạ. Và trong cái sản phẩm này thì đã được xử lý rất là kỹ, cũng như là xử lý bằng men vi sinh, bằng kháng nấm rất là kỹ và nén viên rất là chặt, nên là khi mà cô chú anh chị sử dụng cái dòng phân bón này, cô chú anh chị có thể bón trực tiếp cho cây hay là trộn với cả giá thể tưới thoải mái. Cái phân này nó sẽ không bị mủn ra cô chú anh chị nhé. Chính vì vậy mà tạo ra cái môi trường rất là thoáng, rất là sạch để mà cho cây lan của cô chú anh chị có thể phát triển được một cách tối ưu và đồng thời hạn chế nấm bệnh một cách tuyệt vời nhất cô chú anh chị ạ. Đó, và một cái sản phẩm như vậy thì em bán có 35.000 thôi. Đối với dòng phân dê thì cô chú anh chị thấy là hiện tại em không có bán nhiều, không có bán phân dê, bởi vì em thấy là cái dòng phân trâu này nó vượt trội hơn rất là nhiều và tuyệt vời hơn rất là nhiều so với dòng phân dê. Bởi vì là cái so với phân dê, cô chú anh chị bón phân không cẩn thận có thể bị sót rễ nhá. Có thể bị đen đầu rễ. Còn dòng phân trâu này cô chú anh chị đã xử lý rất là kỹ rồi, nên là cô chú anh chị nó cực kỳ là lành. Cô chú anh chị bón thoải mái giúp em, cung cấp dinh dưỡng một cách tuyệt vời để cây phát triển mà hạn chế nấm bệnh rất là tốt luôn. Đó, có 35.000 trong cái sản phẩm như vậy thôi cô chú anh chị nhá.
Bên này thì em vẫn gói sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn. Nó giảm đau rất là hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Không gây nóng rát mà giảm đau rất là hiệu quả luôn. Mùi hương có thể làm cho cô chú anh chị có cảm giác dễ chịu tuyệt vời luôn đấy ạ. Đó, em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng mà hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi.